Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 225 VPTT gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang về việc ứng phó với lũ trên sông Lô để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng tránh. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang chủ động có biện pháp sẵn sàng tổ chức di rời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ đập, khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn, thông báo cho các chủ lồng bè, chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, lồng bè, phương tiện, thiết bị và công trình, bố trí lực lượng kiểm tra, ra soát, khơi thông dòng chảy, tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các cầu, ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang chỉ đạo chủ hồ thường trực vận hành hồ đập theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du, triển khai phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn theo cấp báo động duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu chỉ đạo đài phát thanh truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của lũ đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động phòng tránh hiện nhiều tuyến đường khu dân cư ở thành phố hà giang ngập sâu hàng mét thậm chí có nơi nước ngập sâu đến nóc nhà dân nhiều ô tô xe máy của người dân không kịp di chuyển bị ngập sâu trong nước lực lượng cứu hộ cứu nạn phải tổ chức sơ tán người dân tài sản ở những khu vực ngập sâu theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, lúc 4 giờ sáng nay, mực nước trên sông Lô tại trạm Thủy Văn Hà Giang đang trên mức báo động 3 là 0,05m và dự báo tiếp tục lên trên báo động 3 từ 1 đến 1,5m. Nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông Lô tại thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.